Mình vào việc luôn. Mở khớp. Bây giờ mình sẽ vào thiền 17 phút với tư thế kiết già. Hôm nay ngồi tư thế kiết già sướng luôn. Ngay từ đoạn đầu vào mình tập trung vào hơi thở, đếm cứ 1, 2, 3, từ từ vào luôn cái trạng thái deep deep, sâu, sướng luôn, quên luôn cảm giác đau ở tay. Đến gần đoạn cuối mình nghĩ là phải 2-3 phút cuối thì mình bắt đầu mình cảm thấy nó đau với tay. Cứ tập trung đếm hơi thở thôi, sướng, cứ vào được cái trạng thái nó sâu, xong rồi lại bị xáo nhãng một tí, xong rồi lại nông lại, xong rồi lại đếm được, lại tập trung đếm được, lại sâu, đây tập trung được, sướng. 17 phút mỗi ngày bắt đầu mình cảm thấy là mình vào được sâu thêm một tí. Ra ngắm bạn view tí. Số ơi, view này nhìn trông quá đẹp luôn. 7:20, hôm nay là thứ tư 23/6, sáng ra thiền được cái nó đã sướng, hôm nay lại thiền sâu deep nữa càng sướng. Để cho các bạn ngắm bạn view thì chào bạn view. Hello, good morning, chào buổi sáng. Hôm nay âm lịch là 14 nên là nhà mình ăn chay. Bắt đầu một ngày mới bằng công việc đầu tiên. Ở đâu công việc thứ mấy rồi? Ngắm nhìn, bạc tầm nhìn khoảng một chút. Và bạc công thức. Ok, tiếp theo áp dụng luật hấp dẫn. Nở một nụ cười thật chói lóa cho ngày thật đẹp. Tiếp theo, kích thích tinh thần là một ngụm cà phê. Đã luôn, là một bản nhạc cực kỳ happy và euphoric. Sếp nhà giao mình nhiệm vụ đi mua đậu phụ, nhân tiện mình có cơ hội mình test luôn. Em mới mua, mình mới đầu tư em này để phục vụ cho việc quay vlog. Cái điểm mình ưng em nó là em phải có một quai rất là to để mình có thể mình gắn được em GoPro vào đây. Em này cũng khá là bự để được khá đồ. Lát nữa mình sẽ review chuẩn hơn chút. Bây giờ mình sẽ dùng em ấy để thử gắn em GoPro này vào đi đường xem như thế nào. Mình vừa gặp một em có biển số 222. 222 lặp lại có nghĩa là các cái mối quan hệ. Hiện tại mình biết là các cái mối quan hệ. Lát nữa mình sẽ về mình xem thêm là ngoài mối quan hệ còn 222 còn ý nghĩa gì nữa không. Quay thử em GoPro được gắn trên cái túi mới của mình xem như nào. Có vẻ là khá chắc chắn. Bây giờ là 11:30. Đúng rồi, ba sạch. Cảm ơn chú. Hai miếng đậu.
không em? Cực kỳ nắng. Ok, hoàn thành nhiệm vụ. Trong cái túi trong ổn phết. Chủ yếu là đeo được con em GoPro này ở đây, khá là chắc chắn. Túi trước của mình nó nhẹ quá, nó hay bị rơi xuống, nhưng con này gắn được ở đây chắc luôn. Lấy đồ cũng khá là thuận tiện. Được. Hay mình được ăn bún đậu xì dầu với với gì? Có món gì nữa Huy em? Bún đậu xì dầu lạc. Đạm bạc. Ăn lạc cho đạm bạc. Đây là món bún chay. Cái món mới này ăn ngon phết. Nó là lạ lạ mà. Trôi. Đậu này, rau này, cả dưa chuột này, lạc này, hành khô này, chan thêm ít nước xì dầu này, ăn cực kỳ trôi. Ăn lạc trôi luôn. Cái gì cũng cầm lấy đậu à? Đậu mềm mà nóng nhá. Ui, bạn vì hôm nay lại mưa, mưa to luôn, mưa to cực kỳ to ấy ấy ấy. Ôi, mưa ác liệt. Và mùa mưa khác, nào cũng mưa. Hình như dạo này mình có cảm giác người mình có bự bự ra. Hình như có vẻ là có kết quả, có một chút tiến triển. Cân nặng thì mình cũng có tăng 2-3 cân gì đó, khá là ok. Mình cảm giác người mình cũng có vâm vâm lên. Thế nên là mình sẽ quyết định tiếp tục với trải nghiệm nâng cao sức khỏe, thể dục thể thao. Phải lên nữa, phải update cơ thể này lên thêm một level nữa. Rồi, trước khi mình vào bài tập thì dọn dẹp cái. Bài tập ngày hôm nay, bài tập cuối cùng của tuần thứ 8 với 8 bài tập. Mỗi bài 45 giây nghỉ 3 vòng. Dự kiến khá là căng, khá là mệt. Mình phải đi kiếm cái khăn kìa. Buổi tập chán chề mồ hôi. Mình vào bài luôn cho sớm. Bài tập đầu tiên 15 phát, nửa nhảy, nửa hít đất. Chưa gì cái bài nó đã vòng đầu tiên mà đã khủng khiếp rồi. Xong thằng đầu tiên, bài đầu tiên mà cháu cả mặt. Tại mình có tăng cân, tăng 2-3 cân gì đấy. Nên là cảm giác người mình nó cũng hơi bị ì ạch một chút, nên phải tăng cường tập cho nó nhạy hơn. Không tăng cân nhiều quá mà không tập được là nó sẽ bị ì. Xong bài thứ hai, hôm nay là một bài HIIT hit trồng cây chuối 8 lần. Căng phết. Mục tiêu của mình 6 múi thôi, khó thật đấy. Bỏ qua nhưng mà người nó vâng vâng thì đấy, trông kiểu mỏi 40 lần. Mình tưởng thôi, 40 giây, 40 lần, khủng khiếp luôn. 15 cái. Xong vòng đầu tiên, kiên trì các bạn ạ. Kiên trì. Vòng thứ 2. Kiên trì.
vào hết mồ hôi. Vòng thứ hai cảm giác như không còn sức nữa. 40 lần nguyên đồ có bị nhầm không chứ? 40 lần đến 40 giây không biết. 40 lần thì căng quá ấy. Bình thường mình làm toàn 40 giây thì cứ 40 lần chơi được thì 40 lần. Mấy cái bài này nó làm cho cái tốc độ của mình nó được mạnh hơn, nhanh hơn. Với điều kiện là mình phải làm nhanh. Mình làm vẫn đang hơi chậm. Mình đang làm hơi bị ngắt quãng ở giữa nhiều quá. Phải cố gắng làm sao mà mình có thể làm liên tục luôn thì mình nghĩ là ok. Vòng này cố gắng thử xem. Nhưng mà cái bài nhảy 40 phát mình thấy nó căng thật. Quá căng luôn. Cứ tưởng là nó cho 40 giây anh ơi, nó cho mình 40 phát. Sợ luôn. Không có cái bài nào trong mấy cái bài tập này là mình thấy nó nhẹ nhàng chút. Hình như có đúng một hôm, là bài tập cơ bắp phần phía trên này là mình thấy nó dễ thở, thì như mấy bài này thì toàn mấy bài khó thở. Cố gắng nhanh nhá. Vừa rồi trong đầu mình cứ nghĩ đến là không có mệt, sợ thì mệt, không sợ mệt. Mình cứ đặt mục tiêu 5, 10, 15, 20, không nghĩ gì cả. Chỉ nghĩ con số trong đầu và hướng tới con số đó. Người nó cứ theo cảm giác thôi mà chơi được luôn. Cực kỳ hay. Mỗi lúc là mình cứ hay nghĩ đến ôi mệt quá, ôi mỏi quá, các thứ là nó mỏi. Đầu mình luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn áp dụng, mình phải nghĩ đến con số mình muốn, mình hướng tới nó, mình thu hút nó là mình đi tới đó. Có vẻ khá hợp lý. 40 phát liên tu ti mình cũng sẽ nghĩ trong đầu mình 5, 10, 15, 20 trong bài này, thử xem nào.
cứ thế mà bước tới nó thôi. Thì mình có rút ra được một phương pháp để tập luyện không bị mệt. Nghĩa là đừng nghĩ đến cái mệt, chỉ nghĩ đến cái con số mà mình muốn đạt tới trước mắt. Thực ra thì nghe nó cũng hợp lý, nhưng mà mãi hôm nay mình mới làm được. Như lúc nãy mình có giải thích 40 nhát nhảy, mình cứ nghĩ 5, 10, mình chỉ nghĩ nó thôi. Tập trung nghĩ nó giống như trong ngồi thiền ấy. Mình chỉ tập trung đến nó thôi. Đừng nghĩ đến cái mệt, đừng nghĩ đến cái mỏi, đừng nghĩ đến cái khác. Tự nhiên nó hay, cứ thế mà tiến tới thôi. Được phết. Hôm nay âm lịch là 14, nên là mình sẽ đi tụng kinh sám hối 108 lạy. Mình mới download 108 nội dung lời khấn nguyện của cô Lê Đỗ Quỳnh Hương, cực kỳ hay. Vợ chồng mình sẽ sám hối bài này. Bây giờ mình sẽ dạo này mình có vẻ lên tay nghề phết, một phát được luôn. Nguyện cầu cho tất cả mọi người và gia đình được hòa thuận và bình an. Nguyện cầu cho tất cả ước nguyện lành của mọi người sớm ngày thành tựu. Xin nguyện hồi hướng công đức 108 lạy này trở thành hạt giống của trí tuệ và tự do cho muôn loài. Hôm nay là một buổi sáng hối cực kỳ nóng. Nãy mình cũng có tập thể dục nên là chân đã đau rồi. Hôm nay có bài tập nó cũng vào chân. Nhảy 120 phát, bây giờ lại thêm 108 phát nữa. Ui, chân dã rời luôn. Hôm nay mình không thể, mọi hôm là quỳ xuống rồi mình cũng có thể mình tự động mình lên được, nhưng mà hôm nay là phải dùng tay hỗ trợ để đẩy lên, chứ mình không tự nhấc lên được. Đau đến mức đấy cơ mà. Nhưng mà hoàn thành thêm một trải nghiệm. Đó hết mồ hôi luôn. Không khác gì buổi tập thứ hai trong ngày. Ok, hôm nay mình sẽ thực hành luật hấp dẫn. Thực hành lòng biết ơn, nói lời cảm ơn đến những điều đã xảy ra tích cực trong ngày hôm nay. Đầu tiên mình muốn cảm ơn trải nghiệm thiền. Sáng nay mình thiền được cực kỳ sâu, cực kỳ deep, cực kỳ sướng. Chắc có lẽ những ngày tới mình cũng sẽ tập trung mạnh vào hơi thở của mình. Tập trung được càng mạnh, tập trung được càng sâu thì thiền càng deep. Hôm nay mình nhận được ra điều này. Mình cảm ơn điều này.
Ok, tiếp theo nữa là cảm ơn công việc. Công việc đã trôi qua rất thuận lợi, suôn sẻ. Rồi cảm ơn món ăn, nước uống. Và tiếp theo đó thì mình cũng có áp dụng được công thức đi tìm thành công của mình. Sắp xếp thời gian hợp lý, chú ý và coi trọng, nâng cao sức khỏe, bài tập thể dục, bài tập hôm nay. Trong lúc tập thể dục thì mình cũng có phát hiện ra được một sự liên kết, vỡ ra được một cái nho nhỏ thông qua thiền. Như hôm nay, sáng nay là mình bắt đầu mình tập trung cực kỳ mạnh vào hơi thở, thì mình đạt được cái độ khá là sâu trong lúc thiền. Thì hôm nay trong lúc tập có một bài tập 40 phát nhảy liền tù tì cùng một lúc. Hai vòng đầu tiên mình cảm thấy trong đầu mình nó cứ xuất hiện cái dòng suy nghĩ: ôi mệt quá, ôi mỏi quá. Thì cảm giác mình mệt mỏi thật, mình không nhảy được liền tù tì một phát 40 lần luôn, mà mình phải ngắt quãng để nghỉ, để thở, để dừng. Đến vòng cuối cùng, tự nhiên trong đầu mình nảy ra một ý định, mình sẽ nhảy một phát liền tù tì luôn. Trong lúc nhảy thì đầu mình cứ hiện lên con số 5. Ok, mình nhảy tới 5. Ok, 10, mình nhảy tới 10. Cứ thế tiếp tục. Mình không quan tâm đến cơ thể, mình không quan tâm đến bất cứ một cái gì khác. Trong đầu mình chỉ có đúng một con số: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Và cứ thế mình liên tục tì. Thì mình mới rút ra được cái là nếu mà mình làm một việc gì đó, mình tập trung 100% vào việc đó, thì những cái khác nó không là vấn đề. Mình phân tích logic một chút cho vui. Theo trải nghiệm của mình, thì thông qua trải nghiệm thiền, nếu mà mình tập trung vào một cái việc gì đó, ví dụ như là hơi thở, thì nó sẽ đưa mình sang một cái trạng thái khác. Thông qua việc tập trung cực kỳ cao độ vào cái công việc đó, áp dụng luôn vào trải nghiệm nâng cao sức khỏe, thì như hôm nay mình chỉ tập trung vào là mình đạt được cái mục tiêu 5, 10 nhát 15 nhát, 20 nhát. Tự nhiên mình không quan tâm, mình cũng có thể gọi là rơi vào cái trạng thái không quan tâm đến mọi thứ khác, cơ thể đau mặc kệ nó, giống y hệt như ngồi thiền, ngồi tư thế kiết già, đau mặc kệ nó. Cái mình quan tâm là hơi thở thì cái này cũng vậy, cái mình quan tâm là mục tiêu của mình. Cực kỳ hay. Tiếp theo nữa, có một cái liên quan tới nữa, đó chính là liên quan đến luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn thì cũng vậy, tất cả những mục tiêu và tầm nhìn của mình, nó là cái mục tiêu mà mình muốn đạt tới, cái mục tiêu mà mình đề ra, cũng giống như trong tập thể dục của mình vậy. Hôm nay là 5, 10, 15, 20 thì những cái này nó là mục tiêu của mình, nó là mục tiêu xa của mình. Giống như trong tập thể dục mình nhảy đến 40 cái thì đây là cái mục tiêu có thể trong, mình cũng không biết, 1 năm, 2 năm hay là 5 năm, 9 năm, không biết được. Cũng có thể may mắn nếu mình hấp dẫn, luật hấp dẫn đủ mạnh, nếu mình áp dụng tất cả mọi thứ mình làm đủ tốt, hoặc có duyên thì lại nhanh hơn. Thì đây là những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình, nó là mục tiêu lớn. Tập thể dục hôm nay là một trong những mục tiêu nho nhỏ. Với cái sự tập trung cao độ vào cái mục tiêu đó, hôm nay mình đã vượt qua được cái bài tập thể dục một cách gọi là dễ dàng ở đoạn cuối. Thì luật hấp dẫn cũng vậy, mình đề ra cái bảng tầm nhìn này cũng là để cho mình cái mục tiêu để mình tập trung vào nó, mình focus vào nó, để cái cơ thể mình rơi vào cái trạng thái đi tìm kiếm nút vàng, rơi vào trạng thái có cái body này. Thì đấy là một phương pháp của luật hấp dẫn, tập trung cao độ thu hút cái đó. Thế là mình thật sự cảm ơn cái điều mà mình nhìn ra được. Điểm thứ hai cũng là một cái điểm mà nó liên kết với cái sự tập trung của mình ngày hôm nay, đó chính là hôm nay mình có xem được một cái video của chị Tina Tình. Chị có chia sẻ về luân xa. Thì đây, mục tiêu của mình cũng là cái bức tranh, bức tranh người ngồi thiền với 7 luân xa được tỏa sáng. Nếu muốn để luân xa được thông suốt thì hôm nay mình có biết được là những cái ngăn cản trong những cái luân xa đó, những cái gì nó khiến cho những cái luân xa đấy không được chảy thông suốt. Thì luân xa thứ nhất đó chính là sự sợ hãi. Thì khi biết được cái điều này, muốn luân xa thứ nhất thông, chảy thông, thì mình phải không có sự sợ hãi, không sợ bất cứ một cái gì cả. Như lần trước mình có đọc được đâu cái câu mình phải
có thể gọi là nếu ma quỷ đến thì ok, nhìn biết vậy. Phật đến cũng chỉ nhìn và biết vậy. Tất cả mọi thứ đến trong cuộc đời này nó không có gì phải sợ cả. Mình chỉ là người ngắm nhìn nó thôi, trải nghiệm ngắm nhìn nó. Còn mọi thứ thế nào thì mặc kệ nó, tùy duyên với tất cả mọi thứ, kệ nó. Những cái khó khăn, những cái đến nó là cái nghiệp của mình. Thì cũng có một cái mà lần trước mình cũng có đọc một câu nữa là nghiệp thì cứ trả, phước thì cứ làm, đạo thì cứ tu. Thì những cái câu như này mình thấy cực kỳ hay mà mình áp dụng vào trong cuộc sống của mình, để mình có cái tâm trí nó, cái nhìn nó thoải mái hơn với cuộc sống. Thì đấy, nói lan man liên miên, quay trở lại luân xa. Luân xa thứ nhất, muốn nó thông suốt phải không được sợ hãi. Thì hôm nay khi mình nghe được cái đó thì mình đúng rồi, dạo này mình cứ hay bị sợ hãi lung tung. Ngồi trước khi vào ngồi thiền cũng sợ là mình không ngồi được 17 phút tại vì sợ đau. Rồi tập thể dục cũng toàn sợ vì sợ mệt. Sợ toàn những cái vớ va vớ vẩn mà quên đi cái chính là cái mình phải tập trung vào cái mục tiêu đó. Thiền là chỉ tập trung vào thở rồi. Tập thể dục là chỉ tập trung vào mục tiêu đặt ra. Thì nó sẽ đi đến cực kỳ nhanh. Ok. Mình rất cảm ơn. Rất cảm ơn vì hôm nay mình đã mở thêm được một chút hiểu biết. Rồi còn lại thì rất cảm ơn ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một ngày thực sự thấy vui. Mình nghĩ là cái phương pháp mình áp dụng hồi sáng ấy, nó có tác dụng. Mai mình sẽ lại áp dụng nó lại thử xem. Đấy, cái phương pháp đó đó. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.